We will do the seems to be a lot of questions, so I'll try to answer them. But before that, everything what we talked this morning may sound probably for some of you a little pessimistic about a relationship, but that is not the intention. Có rất là nhiều câu hỏi và tôi sẽ cố gắng trả lời nhiều nhất những cái câu hỏi của bạn. Tuy nhiên, các bạn phải lưu ý rằng cái buổi thảo luận của chúng ta sáng nay có thể đối với một vài bạn trông như là hơi bị bi quan. Tuy nhiên, bạn phải biết rằng đây không phải là cái động cơ, cái ý định mà tôi muốn trao truyền. I mean, in everything, it's always good to have sort of sober viewpoint, right? Bởi vì mỗi thứ, mỗi vấn đề trong cuộc sống này chúng ta nên cần nhìn nhận trong nhiều cái góc độ, nhiều cái quan điểm khác nhau. Especially things like relationship is important. And it's quite because it involves our emotion and so on and so forth. So time to time is good to have what we call objective view. Và đặc biệt hơn nữa là đối với khi mà chúng ta nói về những mối quan hệ thì nó rất là quan trọng. Vì sao? Vì nó liên quan rất là nhiều đến những cái cảm xúc cá nhân của chúng ta. Do đó, chúng ta cần phải luôn luôn có cái cách nhìn nhận khách quan nhất. And I don't believe that after this finished, you will actually, like go through all the list, so to speak. And you don't even need it. Và tôi không tin chắc rằng sau cái buổi nói chuyện này bạn có thể giải quyết được tất cả những cái câu hỏi cá nhân của mình. But as I said, time to time it's good to sit down and have a sort of bird's eye view of our life. Và như tôi nói là các bạn cần phải có thời gian ngồi lại, nghiền ngẫm suy nghĩ về những cái quan điểm ảnh hưởng tới cái đời And sống của that's mình. what I was trying to contribute, facilitate, so that we can time to time talk about sort of the what we call objective view. Do đó mà So tôi đang cố gắng cung cấp cho các bạn những cái phương tiện để cho các bạn có cái nhìn, có những cái quan kiến khách quan. How to have a really successful relationship, 7 points of successful relationship, 8 points of, good relationship, all of that. There's so many people talk about it, and you can just grab one of those books. Yeah, they're all kind of okay, to the certain extent they make, it may help you a little bit, but I will not trust that it will work completely according to the book. Hiện tại thì trong các nhà sách hoặc là trên các mạng xã hội thì cũng đã có rất là nhiều cái nội dung khuyến dẫn các bạn làm thế nào để có một cái mối quan hệ thành công hoặc là làm sao để đạt được cái sự thành công trong mối quan hệ ở một tại thời điểm nhất định nào đó hoặc là những cái điểm chính yếu để giúp cho các mối quan hệ của bạn. Tôi thấy rằng nó cũng có một cái sự lợi ích ở cái mức độ nào There are đó, so nhưng mà many để mà hoàn chỉnh, not hoàn mãn, hoàn discussed hảo thì tôi không nghĩ như vậy. Tôi không tin. in the website, whatever, who are trying to break the relationship, I will pray that you will have a successful breakage and smooth and successful. Và thậm chí có những người họ đang cố gắng làm rạn nứt những cái mối quan hệ, quấy phá những cái mối quan hệ. Thì tôi cũng chúc rằng cái ý định của những người đó được Understand it's thành very công. important. Điều này Also, rất là there are a quan lot of trọng. people, just not just in this room, but others, who are trying to have a relationship.
Và cũng có rất là nhiều người không ở trong cái thính phòng này lại cố gắng lao đầu vào trong những cái mối quan hệ. Cho dù là bạn đang tìm kiếm những cái mối quan hệ tốt đẹp, tìm cái người hoàn hảo cho cái mối quan hệ của mình, hay là đang cố gắng trốn thoát, chấm dứt những cái mối quan hệ, thì tôi vẫn cầu chúc cho bạn những điều tốt đẹp nhất. Many times, relationship, to have a relationship, to maintain a relationship, I think the confidence is important. Để có những cái mối quan hệ và duy trì được cái mối quan hệ đó, thì tôi nghĩ cái sự tự tin là điều quan trọng, là yếu tố quan trọng. Confident, even the other party feels more relaxed, right? Khi mà bạn cảm thấy tự tin, cho dù cái đối tác, đối phương của bạn cảm thấy một chút buông thả, buông lỏng, thì the bird's eyes view, sort of a transcendental view on relationship, those things may help you. Thì trong cái tình huống đó, nếu như mà bạn có một cái góc độ, một cái cách nhìn xúc thế, không có chiều theo cái cách nhìn của thế gian, thì có thể nó sẽ giúp ích cho bạn. If the relationship is, and as I said, there are certain aspects of relationship, có những cái you may be unnecessarily spending time to fix. Remember the spider bit? And probably you may want to save that energy and time and do something else. Bạn hãy nhớ rằng trong cái có nhiều cái phương diện có nhiều cái phương diện trong cái mối quan hệ mà bạn không cần phải tốn năng lượng để điều chỉnh nó. Ví dụ như là hãy nhớ tới cái câu chuyện con nhện lúc nãy tôi đã kể. Bạn không cần phải bỏ nhiều sức lực hoặc là thời gian để tranh luận, và bạn nên làm những cái điều khác. Bởi vì cứ luôn phải chắc chắn rằng mình 100% đúng, điều này rất là khó. Yes, ideally we wish our partner and our in-law, I mean our partner and your parent gets along. Dĩ nhiên cái lý tưởng tốt đẹp nhất đó chính là chúng ta muốn cho cái đối phương của mình và cha mẹ của đối phương được hòa hợp. Rồi chúng ta cũng muốn rằng cái người bạn đời của mình cũng yêu thích cái quyển sách mà chúng ta thích. Excited about watching some same Netflix that you watch. Hoặc là chúng ta cũng muốn người bạn đời của mình chia sẻ 100% cái cảm giác mà chúng ta hứng thú khi mà chúng ta xem một bộ phim trên Netflix. Do you really want to have somebody who just agrees everything what you do? I don't know. Nhưng mà nếu như vậy thì có phải là bạn đang chỉ cần một người mà luôn luôn đồng ý tất cả những gì cùng cái tư tưởng, cùng cái sở thích với bạn không? Chúng ta là một sinh vật rất là phức tạp. We are very complicated because we haven't confirmed yet. Và chúng ta phức tạp bởi vì we haven't confirmed our own existence yet, so we are very complicated. Chúng ta rất là phức tạp bởi vì chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta vẫn chưa có xác định thẳng khái về cái sự tồn tại của mình là gì. If the relationship is coming along the way, you know, towards you, have it. Và lúc đó thì có những cái mối quan hệ mà bạn phải liên đới vào, và nó sẽ có hiệu quả của bạn, hiệu ảnh hưởng đến bạn. And sometimes maybe it's good to have a very secretive relationship that nobody knows. Đôi khi bạn cần cả những cái mối quan hệ bí mật mà không ai phải biết. Probably it will be very exciting too. Những cái mối quan hệ bí mật đó chắc chắn sẽ rất là thú vị rồi. At the end of the day, if you are looking from the anicca, dukkha and anatta's point of view, it doesn't really matter. Nhưng mà đến cuối ngày, khi mà bạn chiêm nghiệm, suy ngẫm về những cái tính chất của đời sống này là vô thường, vô ngã, thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu như mà
then you have a different vision and different mission. Nhưng mà nếu như là bạn là một Phật tử hoặc là bạn có cái ước nguyện giống như cái vị tỳ kheo ni ở trong câu chuyện trước thì bạn sẽ có một cái sứ mệnh hoàn toàn khác biệt. In that vision and mission is very very you know sublime. Cái tầm nhìn và cái sứ mệnh đó thực chất là rất là cao thượng. So maybe ask the questions. Can you ask maybe about 5 questions together? Và bây giờ chúng ta sẽ học để có phần hỏi. I try my best. I try my best. Okay, maybe 5 questions about relationship also. They are a mix of language, English and Chinese question. So the first question. Okay, three. Three, yeah. Okay, no problem. Okay, first question. 当你做一件事时，可能帮助了一个人，但同时伤害了另一个人，怎么办？佛法如何看待这件事？ 没有具体讲。对，当你做一件事，然后下一个问题， next question. Hi Rinpoche, was wondering regarding attachment in relationships, particularly family and romantic partners. How do we reduce our attachment after we acknowledge that people come and go in our lives? What do we do after? What are some practices to reduce our attachment? Cái câu hỏi đó chính là làm sao mà chúng ta giảm cái sự bám luyến đối với những cái mối quan hệ. Những cái mối quan hệ nam nữ hoặc là những cái mối quan hệ trong gia đình. Nếu chúng ta đã chấp nhận rằng các mối quan hệ sẽ đến và sẽ đi, vậy thì tiếp theo chúng ta nên làm những cái gì, cái thực hành nào chúng ta nên luyện tập. Đó là câu hỏi thứ hai. Còn câu hỏi thứ nhất là tiếng tàu mà như cũng chưa có dịch qua tiếng Anh. Có 3 câu hỏi. 作为一个佛教老师的女友，应该怎么兼顾处理既是老师又是男女朋友的关系？这种关系的处理比较有挑战。 Yeah, that's all. As the girlfriend of a Buddhist teacher or master, how to balance this dual role of a teacher and a boyfriend, a girlfriend, right? It's quite challenging. Cái câu thứ ba là giống như là nếu mà ở trong cái vị trí là người bạn đời của một vị đạo sư thì làm thế nào để cân bằng cái vai trò giữa sư, đạo sư và người yêu. Bây giờ chúng ta sẽ nghe câu trả lời về cái sự bám chấp vào những cái mối quan hệ. Thì tôi nghĩ rằng ở đây chúng ta thiếu một số vấn đề. Context of not taking responsibility. Nếu như mà I think we are mixing it. Cái phần thiếu sót của chúng ta là nếu chúng ta nghĩ rằng không có sự bám chấp nó tương đồng với cái việc là không có nhận lãnh trách nhiệm thì cái này là một sự thiếu sót và sai lầm. You have a relationship. You are even a family and you are a Buddhist. Nếu như mà bạn tưởng tượng rằng mình đang có trong một cái mối quan hệ tình cảm nam nữ nào đó có gia đình và cũng là một người Phật tử. So in this sense, doesn't mean that you don't take the responsibility.
trong cái hoàn cảnh như thế này nó không có ý nghĩa rằng bạn không có bất kỳ một cái trách nhiệm nào đối với những cái mối quan hệ mà bạn đang có. Probably you have even more responsibility because you share the same view, same, you know, remember everything that we talked this morning. You have same attitude, same vision, mission, everything. Thậm chí sự thật là bạn phải có nhiều cái trách nhiệm hơn đối với những cái mối quan hệ này, bởi vì các bạn đang chia sẻ cùng một cái quan kiến, có một cái sự kết nối, rồi có những cái quan điểm giống nhau, có cái tầm nhìn giống nhau. As for not having attachment, that is a very big subject. Còn nếu mà xét về cái việc là không còn dính chấp nữa thì đây là một cái chủ đề hoàn toàn lớn, rất rất là to lớn, rất là vĩ đại, cái mục tiêu rất là vĩ đại. I mean to be very precise, even okay, so what I'm saying is this, it's like this, if you want to have a, let's say, renouncing life, then the question of attachment to the household applies. Nếu như tôi mới nói rằng là nếu như bạn thật sự muốn theo đuổi cái đời sống xả ly thì bạn mới có cái nên hỏi cái câu là bạn có nên xả ly về những cái mối quan hệ của gia đình hay không. But I'm supposing that whoever is asking this question is talking about having a relationship and at the same time abandoning the attachment. Nhưng mà tôi tin rằng, tôi giả sử, giả thiết rằng là cái người hỏi câu hỏi này là muốn duy trì cái mối quan hệ và cùng lúc đó thì cũng giảm bớt cái sự bám luyến, tham ái của mình. That doesn't have to be like abandoning the responsibility. Nó không đồng nghĩa với cái việc là chúng ta sẽ từ bỏ, từ chối những cái trách nhiệm của cá nhân. Remember like going back to that Bhikkhuni, Asanga's mother. In her mind, having attachment to the renouncing life, I mean, renouncing, peaceful, you know, being a nun, very peaceful, quiet, not expensive, very, you know, nobody to talk, to discuss with, nobody, you don't need approval with anybody, you understand? But she actually renounced that. So that's actually a really big sacrifice for her. Thì rõ ràng bạn hãy nhớ lại về cái câu chuyện của vị tỳ kheo ni là mẹ của ngài vua trước và ngài thế thân. Thật sự là để mà trở thành một cái vị tỳ kheo ni thì cái đời sống của cô ấy rất là êm ả, rất là thanh tịnh, không cần phải nói chuyện, không cần phải tiếp xúc với rất là nhiều người, không cần tìm kiếm cái sự chấp thuận, cái sự công nhận của bất cứ ai cả. Và đó là một cái đời sống rất là bình yên. Tuy nhiên bà đã xả ly cái trạng thái bình yên của mình, cái trạng thái thanh tịnh của mình vì cái mục đích lớn lao hơn, đó chính là vì cái lợi ích của Phật Pháp. Cho nên phải nói rằng cái việc quyết định xả y của bà là một cái hành động hy sinh rất lớn. The other question regarding being a partner of a Buddhist teacher or as any spiritual teacher, I think here we are talking about some cultural thing. Về cái câu hỏi là vai trò của một người đang là bạn gái hoặc là phối ngẫu của một vị đạo sư tâm linh thì hình như tôi nghĩ rằng nó đang liên quan tới vấn đề văn hóa ở đây. Many times, culture is the challenge. Và rất là nhiều lần chính cái yếu tố văn hóa nó gây ra rất là nhiều, đem lại rất là nhiều cái thử thách. And some of this exclusive situation, the general people will have a difficulty to accept.
Và thông thường đối với những cái hoàn cảnh mà nó không có phổ biến, nó khá là đặc biệt thì đa số mọi người khó chấp nhận được. Tôi có hai cái vị đạo sư là người nữ, và từ hai cái vị sư này, hai cái người thầy này là tôi đã nhận rất là nhiều cái mật điển cao cấp. In fact, my auntie, her husband is also a teacher. Một trong những người đó là cô của tôi, và vị phối ngẫu của cô ấy là một đạo sư. But, when I receive teachings or abhishekas from my auntie, this lama, this teacher, was acting just as an attendant. Và khi mà tôi nhận quán đảnh của vị đạo sư đó, thì cái người cô của tôi là cái vị thị giả. Coming from a very specific culture where this are acceptable, I have no problem. Nếu như mà xét về cái góc độ văn hóa thì đối với tôi cái trường hợp này nó tôi chấp nhận cái trường hợp này không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu như với một số cái truyền thống khác thì nó không được chấp thuận. Cho nên chúng ta phải lưu ý tinh tế một tí về cái điểm này. Like any other partner of any situation, I think one could only try to help your partner if you can. That's the same thing applies. Còn nếu như mà trả lời một cách tổng quát thì tôi nghĩ rằng nếu như mà đã là một cái vị phối ngẫu của đạo sư tâm linh thì hãy cố gắng để mà giúp đỡ đối phương của mình. Okay. Three more questions. Next, we have three questions about parenting. Tiếp theo là ba câu hỏi liên quan tới bố mẹ. Okay, first question. Today's children are faced with advanced technology. Games are aplenty. As parents, especially with four kids, how do I manage this relationship with trust and space? Thank you. Câu hỏi là second question. How do I help or guide parents who believe in harsh physical punishments, especially in Asian culture, where patriarchal and hierarchical values are very strong? Third question, how can Buddha Dharma benefit a two-year-old child? How to guide him when he has conflict with other children? Yeah, that's all. Câu thứ nhất là trong cái thời đại công nghệ hiện nay thì có rất là nhiều game dành cho trẻ em, thì làm sao mà chúng ta có thể áp dụng được cái quan niệm về cái khái niệm, cái giá trị về tin tưởng và cho không gian cho đứa trẻ, có nghĩa là tạo một cái không gian riêng cho đứa trẻ ở cái mức độ nào. Câu thứ hai là làm sao tôi giúp được những cái bậc phụ huynh, mà những cái đối tượng cha mẹ mà đã từng bị bạo hành, bạo ngược ở trong gia đình, và cái vấn đề này nó coi như là cái vấn đề khá là phổ biến ở các nước châu Á. Câu thứ ba là làm sao mà Phật Pháp có thể có lợi ích cho một đứa trẻ 2 tuổi, làm sao mà chúng ta có thể hướng dẫn cho các bạn nhỏ khi mà các bạn nhỏ có cái sự mâu thuẫn gây gổ với những cái đứa trẻ cùng lứa tuổi. Very big questions, all of them. Tất cả những câu hỏi này đều rất là lớn, rất là quan trọng và cũng rất là khó để trả lời. And this is something that I have also thought about a lot, because I am still sort of struggling to
have schools here and there. Và đây là những cái câu hỏi mà tôi cũng đang rất là cực lực để mà tìm kiếm cái giải pháp, bởi vì tôi cũng có những cái dự án liên quan tới giáo dục trẻ em. Bringing up children, educating the children, it's a, what do you call it, inconvenient reality, I think. Cái việc nuôi dưỡng và giáo dục cho trẻ em thì nó là một cái thực tế không có được thoải mái, không có được dễ chịu cho lắm. Bởi vì chúng ta đang nói về những cái vấn đề là tẩy não những cái đứa trẻ, những cái thế hệ trẻ. Và tôi nghĩ chúng ta nên làm như vậy, chúng ta phải làm như vậy. Bởi vì nếu chúng ta không tiến hành cái việc tẩy não này thì cũng sẽ có những người khác tiến hành cái việc này và biến những đứa trẻ thành những cái máy thông qua những cái thiết bị điện tử như iPad v.v. Cho nên là chúng ta phải làm cái điều đó. I myself have grown up with a really strict I could actually in today's world I could take all my tutors to the court and put them into prison. Thực chất thì tôi, cái tuổi thơ của tôi lớn lên là vô cùng căng thẳng. Và nếu như đem những cái kinh nghiệm trong quá khứ của tôi áp dụng trong cái thời điểm hiện tại ngày nay thì tôi có thể kiện họ vì những cái cách quản lý và giáo dục tôi khi tôi còn nhỏ. Really stern and very, very tough. But I have no hard feeling at all. Tuy là cái chế độ giáo dục tôi từ nhỏ nó rất là khó, rất là khắc nghiệt, nhưng mà tôi không có những cái cảm giác tiêu cực. In fact, I can only talk about the next so-called Rinpoches or Tulkus or Lamas, next generation, younger generations. Và tôi cũng có thể nên nói về những cái thế hệ các bậc tái sinh, các Tulku Rinpoche trẻ hoặc là mới ngày nay. In today's world, they are not at all getting this kind of treatment. Và vì sống trong một cái xã hội mới cho nên họ không có nhận cái sự giáo dục giống như tôi lúc trước. And this is difficult for me to give you any clear answer. Và đây là cái lý do mà rất là khó để cho tôi đưa ra một cái câu trả lời rõ ràng cho các bạn. Many times I feel today's generations, we have managed to make them so weak and vain. Và tôi nghĩ rằng cái xã hội hiện đại ngày nay thì cái việc quản lý của chúng ta khiến cho những đứa trẻ nó yếu đuối hơn, nó không có cái sự có cái tính độc lập. So self-centered. Thậm chí là nó tự ái nhiều quá. Hoặc là ví dụ như là ngay cả cái cụm từ tự sướng nó cũng đã xuất hiện. And so weak and so vulnerable that they get hurt emotionally, physically, mentally so easy just like that. Và do đó các đứa trẻ nó yếu đuối hơn về trong tâm thức, nó dễ bị tổn thương hơn và tổn thương cả về cái vấn đề tâm lý lẫn thể xác. So sometimes like my generation, you know, especially in Himalayas, you know, they get black and bruised and, you know, they get, you know, like, I don't know, stepped over, but still sort of stands up and then go ahead.
Kiểu những cái thế hệ của tôi ở vùng núi Himalaya thì lớn lên dưới cái ánh mặt trời không có cái sự bảo vệ, cho nên là có thể là đen đúa hoặc là cháy nắng rồi bệnh tật, nhưng mà vượt qua tất cả mọi thứ chúng tôi vẫn có thể sống một cách khỏe mạnh. Do đó, cho tất cả những cái câu hỏi vừa nêu, tôi có một cái lời giải đáp rằng and this is okay. I think children always like to mimic. Con nít nó thường hay bắt chước. They may not know, and I guess that's, I mean, everything is a mimicking, right? Language, everything. Mà thực chất thì là tất cả mọi thứ đều là được nhái theo, được nhại lại. Closest, immediate sort of reference. Và bậc cha mẹ, các bậc phụ huynh đó chính là những cái chỗ mà để cho các bạn nhỏ tham khảo, học hỏi, bắt chước. Okay, I'll give you the example. Okay. My teachers were really strict. Like really, really strict. Criminal strict. Tôi ví dụ là cái vị thầy của tôi là cực kỳ nghiêm khắc theo cái kiểu là bạo lực. But I don't remember so much of that. Nhưng mà tôi không có nhớ nhiều lắm. Bad or and no grudge, definitely not. Không có nhớ nhiều lắm về những cái hình ảnh mà thầy đã đối xử với tôi như thế nào. Tôi không có cái but cảm I remember giác the most is things, small things like They will make a big deal about stepping over a small insect. Nhưng mà tôi chỉ nhớ rằng là khi mà tôi dậm lên một con côn trùng nào đó thì đó sẽ là vấn đề cực kỳ lớn đối với thầy. Not necessarily to show off towards me, even you know individually themselves. And those things are important, I think. Hoặc là thậm chí là thầy không cần phải dạy cho tôi, nhưng mà cái cách mà thầy thể hiện ra nó đã trở thành cái gương cho tôi. To do this, do that. If they do it themselves, then the kids might, you know, it's a reference. Bởi vậy tôi khuyên là thay vì các bạn nói quá nhiều về những cái vấn đề bạn muốn trẻ phải thực hiện, thì bạn hãy tự làm gương, tự tiến hành những cái hành động đó, và nó sẽ đi vào tâm thức của bé. Okay, before that, instead of let the volunteer over there to pass the mic around to ask questions, we would like to invite all of you just to write your question onto the paper. Then raise your hand so that our volunteers over there can collect and then pass to us. Then we'll help you try to group the question together and ask Rinpoche. 如果现在我们要改变一下问答环节的方式了，我们将取消。Chúng ta sẽ nhận những cái câu hỏi tiếp theo bằng cách là ghi giấy ở trong khán phòng, và sau đó sẽ đọc rồi nhóm các câu hỏi lại, và nếu được thì sẽ hỏi cùng một lúc. So first question, these three questions are about relationships. Rinpoche, in regard to a vision or relationships, what kind of vision would you recommend we curate and create in our love relationships in order to realize the truth? Second question. People usually say there will be no disappointment if you don't have expectations. But what is the meaning of life if you have nothing to look forward to? And finally, the question, given that relationships are as fleeting and impermanent, like the analogy of the hotel inn that you gave, then what is the point, even if seeking, starting,
and sustaining relationships, be it friendships or romantic relationships or whatever. Given its fleeting nature, should we still make an effort when it will result in more clinging and suffering? That's all. Ba cái câu hỏi đó là câu hỏi đầu tiên. Nếu như mà xét về cái góc độ là sứ mệnh thì có cái Rinpoche có cái lời khuyên nào để về cái sứ mệnh mà chúng ta nên phát khởi khi mà chúng ta bước vào một cái mối quan hệ tình cảm? Câu số 2 là nếu như mà không có hy vọng, không có hy vọng thì sẽ không có thất vọng. Nếu như vậy thì cái ý nghĩa của cuộc đời, ý nghĩa của đời sống này là gì khi mà chúng ta không có cái mục tiêu để tiến về phía trước? Câu số 3 là nếu như mà chúng ta đã coi những cái mối quan hệ là trong cái vai trò là nhà trọ và khách trọ rồi thì chúng ta có nên có nỗ lực trong cái việc là tìm kiếm một cái nhà trọ, tức là tìm kiếm một cái mối quan hệ rồi duy trì cái mối quan hệ đó, rồi sau đó thì cái mối quan hệ đó nó cũng kết thúc và nó cũng sẽ đem lại những cái sự bám chấp và khổ đau. Okay. All these are really big. I don't know how to answer this. Những cái câu hỏi này thật sự rất là lớn và tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa. Okay. I have no children. Tôi không có con. Tôi không có cái. But at the same time, I'm trying to have schools. So I guess all those children, in one way or another, indirectly, they're like my children. Tôi là tôi không có con cái nhưng mà tôi cũng đang cố gắng cung cấp những cái hệ thống giáo dục cho những đứa trẻ, thì bằng một cách gián tiếp nào đó tôi cũng coi những đứa trẻ đó là con của mình. So when people ask me, what is why you have a school? Mọi người thường hay hỏi tôi rằng tại sao tôi muốn làm những cái ngôi trường, kế hoạch của tôi là gì, tại sao tôi cố gắng xây dựng nên những cái ngôi trường cho trẻ em. I'm not thinking about that these children, we will give them the education so that they will get a diploma and then they will get so and so job. That is not really happening in my head. That lot of other schools are doing great job. Trong đầu tôi không có cái khái niệm là những cái trường học mà tôi xây dựng nên sẽ đem cho tụi nhỏ những cái bằng cấp hoặc là sẽ bảo đảm cho cái công việc tụi nhỏ trong tương lai. Có rất là nhiều cái ngôi trường khang trang lộng lẫy hoặc là còn khang trang lộng lẫy khác đã thực hiện cái nhiệm vụ đó rồi. I actually, not all the time, but whenever I have some space, I actually do think about the future of the world. Thực chất là tôi đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về cái tương lai của thế giới. And we are talking about after 50 years, after 60 years. Tôi đang nói về cái giai đoạn là khoảng 50-60 năm sau. Oh, I'm sure there is going to be amazing development on technology, science, medicine. I mean, definitely. That, you know, I don't know how to contribute and I don't have to. Và tại cái thời điểm đó thì tôi chắc chắn rằng cái trái đất, cái thế giới của chúng ta nó đã phát triển rất là lớn, về đạt được những cái thành tựu về mặt khoa học nè, rồi kỹ thuật hoặc là về y dược chẳng hạn. Và lúc đó thì tôi không có khả năng để đóng góp nữa và tôi cũng không cần phải đóng góp công sức nữa. After 50 years, some of them will become lawyer, doctor, leader, presidents, prime ministers, who
not always, but sometimes think that not everything is, nothing gives you 100% satisfaction. 我是想, và tôi nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta có thể nuôi dưỡng những cái đứa trẻ ngay từ hôm nay để sau này một vài đứa trẻ nào đó trở thành luật sư, bác sĩ, thủ tướng, tổng thống, vân vân. Đương nhiên là không phải luôn luôn, nhưng mà thỉnh thoảng những cái ý nguyện của chúng ta nó cũng được thỏa mãn, tuy là cũng được hoàn thành, tuy là không đạt được 100%. And how we see things is not what it is. Và cái cách mà chúng ta nhìn nhận mọi thứ nó không như là bản chất của thực tại. Who think like that, và even nếu và cái mục đích của tôi là bạn cứ hãy xem thử nếu như chúng ta có một người, một số con người có thể nghĩ được theo cái cách nhìn đó, tuy là chỉ về mặt nhận thức thông thường thôi. Họ tiếp thu được cái quan kiến này. In implementing what they think, if they become a sore thumb of the society that believe in materialism, in, you know, yeah, materialism. That's what I'm thinking. Và nếu như chúng ta có thể thành công trong cái việc là có một vài cái đứa nhỏ nào đó nó gieo được cái tư tưởng tâm thức, trong tư tưởng và tâm thức nó về cái bản chất thực tại, bản chất của mọi sự vật hiện tượng là gì, và tuy rằng là nó không có thành công hoàn toàn hoặc là không có thực hành theo đúng cái tư tưởng đó, thì nó cũng là những cái hạt mầm trong xã hội, và cái xã hội ngay lúc đó là một cái xã hội coi trọng vật chất, chủ nghĩa vật chất, mang tính vật chất. Put it in a very negative, my vision for my children is they grow up as a sore thumb to the future generation. Như vậy thì nhìn cái thế giới trong một cách hơi tiêu cực một tí, thì cái tầm nhìn của tôi là tôi muốn những cái đứa trẻ của mình là những cái hạt mầm mang cái nhận thức đúng đắn ở trong một xã hội tiến bộ trong thời kỳ tương lai, thậm chí là phá bỏ những cái quy tắc, những cái quan điểm của xã hội ở trong thời kỳ tương lai. Basically. Thậm chí là tôi cũng kỳ vọng một tí là những cái đứa trẻ này nó sẽ trở thành những triết gia. I think philosophy is important because if the business leaders, politicians, if they become even a little bit of a philosopher. Thậm chí để trở thành philosophy, we are talking about inner life. Interpretation, meaning of meaning. Thậm chí là để trở thành những cái vị lãnh đạo hoặc là tham gia vào công việc chính trị thì cũng cần tới triết học, bởi vì triết học nó liên quan tới cái đời sống nội tâm, nó là cái cách thức mà chúng ta diễn dịch từ cái ý nghĩa này, từ cái nghĩa lý này sang cái nghĩa lý khác. Anyway, I'm giving you this as an example for the question how to sort of plan the vision for your children. I don't know. That's how I feel. Tôi không biết rằng cái cách mà tôi thiết lập cái sứ mệnh cho tương lai của tôi có phải là cái ví dụ tốt cho bạn hay không, nhưng mà đây chỉ là cái cảm nhận riêng của tôi. Hỏi về cái câu trả lời. Câu hỏi thứ nhất. In regard to a vision, nếu mà xét về cái sứ mệnh, okay. I think we have covered it. Next three questions. Yeah, thầy đã trả lời xong câu hỏi thứ nhất là cái sứ mệnh trong cái mối quan hệ. First question. This question is in Chinese. 我有一个朋友有抑郁症。
những cái câu hỏi này nó liên quan đến cái đời sống an lành của tâm. Second question. Why is the existence of self difficult to confirm? What should we do to reduce or manage anxiety or insecurity about this before we engage in human relationships? Final question. As a parent, how do I walk the fine line of parenting with compassion and parenting with ego and arrogance? How do I better watch to catch myself before my ego overtakes? And that's all. The first question. So the first question is, how does Buddhism, okay, I have a friend who has depression and suffers a lot. How does Buddhism see this? And what about suicide? How does Buddhism see suicide? What will happen after someone commits suicide because of a mental illness? Câu thứ nhất đó là tôi có một người bị bệnh, người bạn bị bệnh trầm cảm, và đạo Phật nghĩ như thế nào về bệnh trầm cảm và tự tử? Những cái gì sẽ xảy ra sau khi mà người đó tự tử? Câu thứ hai là làm như thế, tại sao cái việc mà khẳng định, xác định về cái sự tồn tại của bản ngã lại khó? Làm sao để giảm đi cái sự lo lắng và bất an trước khi chúng ta thiết lập những cái mối quan hệ giữa người với người? Câu thứ ba đó là làm sao mà tôi có thể cân bằng, có thể nhận ra cái làn ranh giới của cái lòng bi mẫn ở vị trí cha mẹ, hay là nó đang bị chi phối bởi bản ngã? Especially the second question about the existence of the self. Tôi trả lời cái câu thứ hai về liên quan cái vấn đề về sự xác nhận về cái sự tồn tại của bản ngã. It's already confirmed actually. Thật sự là nó, cái bản ngã nó đã được xác định rồi đó. Sự tồn tại của bản ngã nó được khẳng định rồi. It's confirmed quite strongly by the Mahayana Buddhist that it và... doesn't exist. Nó đã được xác định rất là mạnh mẽ, được khẳng định rất là mạnh mẽ trong Phật giáo Đại Thừa rằng bản ngã không có tồn tại. Và khi mà bạn cố gắng chứng minh rằng nó không có thật. This is the spine of Buddhism, right? Selflessness. Thì đây là cái tư tưởng cốt lõi của đạo Phật. But you have the habit of needing to confirm. Nhưng mà bạn cần phải có một cái thói quen là bạn cần phải khẳng định lại cái điều đó. So called practicing the Dharma is to counter that habit with another habituation. Cho nên cái việc thực hành đó chính là luôn luôn trưởng dưỡng cái thói quen để chúng ta khẳng định hết lần này đến lần khác về cái sự thật là không có cái ngã nào tồn tại. You know, mental, you know, lack of mental resilience or mental health. This is a really big, this is big subject, but I have to say, this is where I would say the Indian Buddhist tradition, I mean Indian wisdom tradition, and the Chinese wisdom tradition has an amazing amount of work. Và cái việc mà trong tâm thức của chúng ta nó không có một cái sự lành mạnh, hoặc là không có một cái sự vững chắc, một cái tâm thái lành mạnh, đây là một cái vấn đề rất là lớn. Tuy nhiên cái nền minh triết của Ấn Độ cổ đại và cả Trung Quốc cổ đại đã làm những cái công việc vô cùng kinh ngạc, đã có rất là nhiều cái cách, cái phương cách, những cái phương tiện để cho chúng ta có thể nâng cao cái sự lành mạnh của tâm. Nó có rất là nhiều phương cách để đối trị lại trầm cảm, lo lắng. Reason why there's all these kind of problems, even like suicide, is we are too busy looking
externally. Và cái nguyên nhân chính, cái nguyên nhân chủ chốt dẫn tới cái trạng thái trầm cảm bất an hoặc là cái quyết định phải tự tử đó chính là chúng ta đã quá bận rộn nhìn ra bên ngoài, để cho tâm thức nhìn ra bên ngoài. Chúng ta đã không có thời gian để lưu tâm, để ý và nhìn vào chính nội tâm của mình. We are too busy defining the answer. Và dẫu cho chúng ta có dành thời gian để nhìn vào nội tâm đi chăng nữa thì chúng ta cũng quá bận rộn để tạo lập, thiết lập những cái câu trả lời. Thực chất là không cần phải giải thích hay là tìm ra một cái câu trả lời nào cả. Green leaf in the bottle. Tôi đang nhìn vào những cái lá trà ở trong bình. And that's my mind doing it. Và tâm của tôi đang làm cái việc này. I don't have the urge to munch it. Tôi không có một cái động cơ nào là phải thay đổi cái trạng thái này. Somehow was thinking about this is the phenomena of this is how one lady in Singapore she projects the world. That's what I was thinking. Và trong cái lúc nhìn này thì tự nhiên tôi nghĩ tới cái việc cái trạng thái, cái hiện tượng này nó cũng giống như là một cái người phụ nữ Singapore nhìn nhận thực tại. At that time, if I look at the one that is doing it, one that is thinking these things. Và một việc nữa mà tôi làm đó là tôi nhìn lại tâm mình xem thử ai đang nhìn, ai đang suy nghĩ. Without having urge to define it, no need. Và tôi và nhưng mà trong cái trạng thái đó thì tôi không có thúc đẩy mình phải tìm ra một cái câu trả lời nào. Tôi chỉ nhìn vào that could actually uproot 90% of all our anxiety and all of that. Actually, this is a proven. Và cái cách thức này có thể giúp cho bạn bứng rễ, bứng gốc tất cả mọi cái sự lo lắng khi mà bạn và bạn có thể khẳng định được về cái vấn đề tồn tại của bản ngã. Okay, so we will do one more question and then there's been a request to give a transmission of Heart Sutra. I will read that. Chúng ta sẽ trả lời một câu hỏi nữa và tôi sẽ truyền khẩu Bát Nhã Tâm Kinh. How can we create, manipulate the causes of and conditions such that we can meet a guru like you to give us pointing out instructions and for recognizing it? Thank you. Câu hỏi là làm sao tôi có thể vận hành nhân và duyên để tôi có thể gặp được một cái vị đạo sư, một cái vị thượng sư như thầy và nhận được cái giáo huấn trực chỉ tâm thức. Sounds like we are already karmically indebted. Chắc là chúng ta đã có những cái mối quan hệ, những cái nợ, món nợ nghiệp với nhau. There's a Paltrow Rinpoche's answer to this. Paltrow Rinpoche modify a little bit and trả lời, đã có câu trả lời nhưng mà tôi sẽ điều chỉnh lại một chút để mà nói cho các bạn. If you encounter a good master, nếu như mà bạn đã gặp một cái vị minh sư rồi, check how much time you have. If you are quite, you have plenty of time, thì bạn nên kiểm tra xem thử mình có bao nhiêu thời gian. Nếu như mà bạn có nhiều thời gian thì Be
be nasty towards him because it will, he will make sure that there is an end to samsara. 那你要对他 thì nếu như mà bạn có thời gian thì bạn hãy theo thầy bởi vì là chắc chắn là thầy sẽ giúp cho bạn. Hoặc là gây bạn nên gây khó khăn cho thầy. Không, nếu mà bạn có thời gian thì bạn hãy theo thầy vì thầy sẽ be nice to him because enlightenment in this life will be guaranteed. Tức là khi mà bạn có nhiều thời gian thì bạn hãy gây khó khăn cho thầy, tạo ra nhiều cái chướng ngại cho thầy thì thầy sẽ giúp cho bạn giác ngộ. Còn nếu như bạn không còn thời gian nữa thì bạn hãy đối xử tốt với thầy, chắc chắn là bạn sẽ giác ngộ trong đời này.